chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về Diệp Lâm Anh đó các bạn. Thì chiều ngày hôm nay là Diệp Lâm Anh đi đón con, nó bị chồng cũ mà giống như giằng co rồi ngồi trước đầu xe mà la lối mà trợn mắt nhìn này kia á. Thì hôm nay là tối hôm nay cô ấy live stream và nói hết tất cả sự thật luôn. Cụ thể nội dung như thế này: Diệp Lâm Anh bị chồng cũ chặn đầu xe đe dọa, bật khóc nức nở trên live stream. Cô vừa khóc vừa chia sẻ trên sóng livestream gây chú ý. Cách đây vài phút á, Diệp Lâm Anh gây chú ý khi phát trực tiếp tin căng cá nhân chia sẻ sự sợ hãi, lo lắng khi bị chồng cũ chặn đầu xe và không cho cô đưa con về. Anh ấy gọi bảo là sẽ gọi công an đến nếu như tôi đưa con mình đi. Cụ thể là khi Diệp Lâm Anh vừa đón con ra khỏi cổng trường, chồng cũ đã xông đến giằng co và đòi đưa con gái lớn về nhà nhưng cô không đồng ý nên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi. Trước đó chồng cũ đã qua trường đón con trai thứ hai là B-boy về, đón không được sự cho phép của tôi, giáo viên gọi điện tôi mới biết, cô nói thêm như vậy. Trong livestream, Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ, hiện tại bây giờ chúng tôi vẫn chưa có sự thống nhất, thỏa thuận cụ thể tại tòa nên vẫn là người giám hộ, trực tiếp chăm sóc cho con, nên có bất cứ điều gì anh ấy phải là người nói chuyện với tôi nè, chứ đâu có chuyện mà ngang xương như vậy. Bà mẹ hai con còn chia sẻ thêm, tôi chưa bao giờ tố một điều gì lên mạng cả, anh tung tin tôi đòi 100 tỷ, làm gì có tỷ nào đâu mà đòi, hai người cùng nhau xây dựng công ty nhưng đến lúc xảy ra chuyện thì lại phủ trắng hết à, lúc này thì kêu là hợp đồng ai đứng tên ai mang về. Tôi công nhận đúng là anh là người đứng tên và đi ký hợp đồng trước khi kết hôn nhưng hai người cùng xây dựng với nhau mà, công sức 5 năm chỉ bằng một câu nói mà phủ trắng thế thì thật là quá đáng. Cách đây không lâu, Diệp Lâm Anh từng tiết lộ bị đối tượng xấu theo dõi, lén lút gắn cả thiết bị định vị lên xe và bị một người đàn ông lạ mặt theo dõi, dùng điện thoại quay lại hoạt động của cô trong nhiều lần. Và Diệp Lâm Anh kết hôn từ năm 2018, từ khi lấy chồng, cô ít hoạt động showbiz, chủ yếu là kinh doanh tại một cửa hàng trà sữa. Thời trang, hồi tháng 1 năm nay, người đẹp xác nhận ly thân chồng và dọn ra ở riêng sau 2 năm lục đục hôn nhân. Việc ly hôn của cả hai đang tạm hoãn. Hậu đường ai nấy đi, người đẹp một mình chăm sóc con. Diệp Lâm Anh khẳng định cô muốn nuôi cả hai con vì tin rằng đó là một cách tốt nhất để không bé nào bị tổn thương sau cuộc chia ly bố mẹ. Tuy vậy, chồng cũ cũng khiến là cuộc đối thoại chưa có hồi kết. Tôi nghĩ các con còn quá nhỏ, nếu chia cắt hai chị em thì sẽ rắc tội khi chúng nó lớn lên. Chúng cũng không có sự kết nối gắn bó, cô nói như vậy đó các bạn. Ở vậy mà chuyện gì chuyện tự nhiên về nhà nói ra giữa đường giữa xá ngay cổng trường mà làm rùm beng như vậy đó các bạn. Mà nói chung qua cái bài này mới biết Diệp Lâm Anh là ai á.